Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình nha. Thì hôm nay trên tay mình đây là một cái mạch. Mạch này thì nó có tác dụng là mạch giải mã, tức là mạch giải mã 100W. Tức là cái mạch này nó có thể giải mã để sử dụng nguồn từ những cái pin dự phòng công suất cao như vậy này. Từ 22, như cục này là 22,5W. Mà mạch này thì nó có thể giải mã được 100W 5A, tức là nó có thể giải mã được 21V, 20V 5A. Và sở dĩ mình mua cái mạch này lý do vì nó có thể điều chỉnh được cái giải mã, tức là nó có thể chỉnh được từ 5V cho đến 20V, và nó có thể chỉnh được trên cái này này. Đó, khá là hay. Mạch này thì nó cũng rẻ thôi, 20 mấy ngàn. Mình mua cái shop này thì nó 20, nhớ không lầm 29 ngàn, cả ship nữa thì nó là khoảng 8.000 tiền ship nữa. Thì các bạn nào có cần mua giống như vậy thì mình để cái thông tin ở trong phần mô tả bên dưới. Bây giờ mình sẽ test thử cái mạch này coi nó hoạt động có hiệu quả không nha. Mục đích của cái mạch này tức là nó sẽ giải mã, chứ không phải là nó búp tín hiệu búp lên nha các bạn. Nó sẽ giải mã, nó sẽ giải mã nó dễ hiểu với ví dụ như như cái cục sạc này, nó công suất của nó có thể sạc lên 22,5W, tức là nó cho ra cái dòng maximum, cái điện áp maximum là 12V, nó khoảng 2A. Thì cái mạch này này nó có sẽ tác dụng là nó sẽ giải mã, tức là nó giải mã cái tín hiệu từ cái cục này và nó cho cái dòng điện ra. Nó không phải là một cái mạch búp, nên khi mà sử dụng thì mình theo mình nghĩ thì nó sẽ không bị nóng như những cái mạch búp nha. Tức là mạch búp nó sẽ búp từ 5V nó búp lên 12V, 21V thì nó sẽ nóng. Còn cái này nó có chip giải mã, là chip giải mã. Rồi giờ mình sẽ test thử nha, mình sẽ test thử. Trước tiên mình test đó thì mình sẽ hàn một cái dây vô đây, hàn một cái dây đầu ra đây để cho nó dễ, cho các bạn dễ theo dõi. Bây giờ thì mình đã kiếm được một cái dây dắt này. Dây dắt này thì các bạn có thể lấy trong mấy cái nguồn cũ á, nguồn 12V cũ thì nó cũng khá là thông dụng thôi. Đó, trong đây này thường nó sẽ có hai đầu đỏ đen. Đỏ này nó sẽ mặc định là đầu cộng, đen là sẽ mặc định là đầu trừ. Các bạn chỉ cần hàn vô đây thôi. Thì bây giờ mình đã có sẵn sàng các đồ để mình test rồi. Và lưu ý mình lưu ý cho các bạn đó là đây là cái mạch giải mã chứ không phải mạch búp nha. Nên cái dòng và cái công suất ra nó sẽ phụ thuộc hoàn toàn vô cái nguồn của mình. Ví dụ như nguồn của mình chỉ có được 22W thì nó sẽ ra cái điện áp thấp hơn những cái nguồn những cái cục sạc mà nó có mua có thể ra 100W, hơn 120W. Thì nó ra cái điện áp nó khác nha. Đó, bây giờ mình đã kết nối vô thử rồi này. Đó, kết nối vô thử nha. Bây giờ mình để đây, các bạn hơi khó thấy phải không ta? Rồi, bây giờ để chắc ăn là mình đấu nối nó đúng quá thì ở đây mình có một cái cục. Cục này thì mình tự chế nó là cái đồng hồ đo thôi. Để nó báo cho mình biết nó kết nối có đúng hay không. Rồi, tắt luôn. Ngủ. Thì đây nó báo là 5V, tức là mình đấu đúng của cái dây của nó rồi, có đúng dây cộng trừ rồi nha. Nó đúng dây cộng trừ rồi thì bây giờ mình sẽ bấm thử cho nó lên không. Đó, mình bấm một cái thì nó lên là 9V này. 9V ở bên trên cái mạch này nó cũng là 9V này các bạn. Đó. Tiếp theo mình bấm thử lên nữa coi nó lên không nha. Và trên sạc dự phòng của mình thì nó đang báo là PD. PD tức là nó đã vô chế độ sạc nhanh rồi. Sao nó cứ tắt hoài ta? Bây giờ mình sẽ bấm vô 12V. Ở trên đây cũng là 12V. Bấm thử nữa cho nó có lên không nha. Lên nó báo đây, mình bấm nữa lên nó báo đây nháy này. Tức là cái nguồn của mình nó không đáp ứng được. Nó không đáp ứng được, tức là nó chỉ là 22,5W thôi. Đây các bạn có thể coi thông số của sạc dự phòng nào thì nó cũng có thông số này.
Đó, nó chỉ đáp ứng được 22,5W thôi. Nên 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 nó không có lên được nữa. Sao nó cứ bị tắt người ta? Vì bây giờ mình sẽ cho nó lên 20W thì nó cũng báo như vậy luôn. Và nó không có lên được nữa, tức là cái nó chỉ cho là 12V thôi. Và bây giờ mình sẽ để về 12V nhé. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đi kiếm một cái thiết bị nào đó phù hợp để mình test thử. Mình sẽ test thử coi cái điện áp nó ra. Trước tiên thì có vẻ mình sẽ phải sạc cái cục sạc dự phòng này một xíu. Tại vì sạc dự phòng này nó đang bị hết pin. Ở đây thì mình đang kết nối vô từ cái cục sạc dự phòng của mình, kết nối vô cái mạch bút này, cái mạch chạy tín hiệu này. Và đây là nó đang báo là 12V 0,2E để mình đang chạy cho cái quạt này. Cái quạt này thì nó sử dụng cái động cơ không chổi than. Và cái động cơ này thì mình đã hướng dẫn các bạn lắp lắp rồi. Các bạn nào cần coi lại đó thì xem lại trong phần thông tin mô tả mình có gắn, mình có để đó. Này thì nó sử dụng động cơ không chổi than nên nó cũng khá là đỡ đỡ hao cái đỡ đỡ ăn pin đó. Đây mình tăng tốc lên thử nha. À, mình tăng tốc lên. Bây giờ mạch ở trên đây nó đang báo là nó đang ăn là 0,6A. Thì nãy giờ mình cho nó chạy thử khoảng coi như là chắc phải nửa tiếng rồi. Và cái mạch thì không có nóng như mình nói giải thích á. Cái này nó là giải mã tín hiệu. Nó là giải mã tín hiệu chứ không phải là loại là mặt bút nha. Nó có, nếu mà nó nóng thì nó sẽ hơi hơi nóng ở cục sạc dự phòng của mình này, tại nó phải bút cái dòng cục sạc lên. Rồi vậy là mình sẽ kết thúc cái video ở đây. Các bạn yêu thích nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. 9V thì không chạy.